Rồi, hello, xin chào cả nhà đã quay lại cái kênh của em, kênh dụng cụ nhật.net. Số điện thoại của em là 0933 119 646, và mọi người đặt hàng thì xin gọi điện hoặc nhắn tin vào cái số điện thoại này, gọi điện vào cái khung giờ từ 8 giờ tối cho tới 10 giờ 30. Sau 10 giờ 30 là gọi đến là có thể gặp, và cũng thể là em không có bắt máy, tại vì lúc đó là cái giờ đó là em cũng chuẩn bị ốp nghỉ ha. Có thể là làm cái việc khác để cái tinh thần mình làm việc khác á. Khi gọi vào cái giờ đó cái đang làm cái gì nghe cái điện thoại cái hồi quên, cho nên là em sẽ nhận cái cuộc gọi thì từ 8 giờ cho tới 10 giờ 30. Buổi sáng thì có thể là mọi người gọi vào thì không được, là lý do là chưa có làm việc nha. Có khi là từ 9 giờ mấy mới làm bắt đầu vào làm việc, tại vì mình làm chủ yếu là từ cái khung giờ đó cho tới vào buổi tối, cho nên là buổi sáng thì nó trễ. Đặt hàng thì mọi người xin đặt nhắn tin cái mã này, cái mã số, rồi em sẽ nếu mà em có phản hồi lại em chốt thì em bấm ok cái mã, thí dụ ok 123, ok 345, ok 346 gì đó, đó là cái mã đó thì em chốt đơn cho mọi người là cái đơn đó. Và nếu những anh em mới, những chú bác mới mà chưa có cái địa chỉ thì xin nhắn cho em xin cái địa chỉ luôn, cả kèm theo tên. Có một số anh em thì cũng phần ít thôi là nhắn cái địa chỉ mà không có nhắn tên, và nhắn địa chỉ thì không rõ ràng. Thí dụ như mình ship code, cho nên là rất là sợ cái vụ mà địa chỉ nó không có rõ ràng thì không biết gửi gì đâu đó. Thí dụ anh nhắn ở cái phường A tỉnh B gì đó, nhưng mà không có cái khu vực, không có số nhà, không có con đường thì không có dám gửi ha. Và có khi em liên hệ lại cũng không được luôn. Tức là anh nhắn tin rồi, qua ngày hôm sau liên hệ lại thuê bao với khách đó, rồi mà hỏi mình, nếu khi mình hỏi mình sao không gửi thì lý do là em không có liên hệ được thì làm sao mà gửi cho anh được. Và trong ngày nếu không được thì em sẽ hủy đơn, chứ có thể là cái nhu cầu của khách, cái đơn hàng nó, cái hàng này nó ít, nhu cầu người ta có mà mình lại đi không có tha thiết với nó thì đành phải bán cho người khác. Rồi bây giờ em lên cái sản phẩm đầu tiên. Và nếu em không có phản hồi tin nhắn lại mọi người là những cái sản phẩm đó em đã bán rồi. Cái cục pin này để đây để một hồi test một cái bút thử điện cho mọi người xem. Rồi cái này là cái kìm miệng nhựa Pro, kích thước là 200mm. Cái này có anh nào dặn em cũng không nhớ nữa, không biết không nhớ là không ông nào nữa. Kìm Pro của thằng IBS nè. Cái kìm này mắc tiền lắm nha, cái này mua về Việt Nam là 300 mấy chục nghìn. Cái này nhập về chắc không ai mua quá. Ngồi ôm không quá. Nhưng mà nó là kìm chuyên dụng, kìm xịn. Đó là tại sao nó sản xuất những cái miệng nhựa như thế này, để nó kẹp những cái mà đồ chúng ta, ví dụ chúng ta làm những cái đồ da nè, như ở đây nó để hình nè, những cái đồ da, những cái sọ, những cái khoen á, chúng ta cần những cái kìm. Thay vì chúng ta cao bóp bằng tay không được, chúng ta cần những cái kìm, mà cái kìm kia nó sẽ làm hư những cái đồ đó, những cái móc, cái khoen chúng ta làm thì nó sẽ bị chày. Cần đến những cái kìm này đó, cần đến những cái kìm này, hoặc là những cái ống nước nhỏ nhỏ mà nó không làm cho không bị chày á, thì chúng ta sử dụng cái kìm này, sử dụng cái kìm này. Cái này kích thước của nó là 200mm. Cái này thì em bán đây là giá 220.000, mã là 3895. 3895 với giá là 220.000. Cái này nếu mà chúng ta đặt hàng mới thì 300 mấy chục nghìn nha, full mới luôn á, về luôn á, hàng mới thì 300 mấy chục nghìn. Còn mà đợi hàng như thế này thì không có chừng nào mới có được cây này. Cây này cũng lâu lắm rồi mới bán lại được cây, lâu lâu nó được cây 2 cây đó. Giá này là giá lời cũng rất là meo luôn, 220.000 á. Rồi mã 3895 nha, giá 220.000. Giá ở kênh em là giá chưa phí ship, và mọi người lưu ý là cái phí ship nó sẽ dao động từ 30 đến 80 nghìn. Có cái nào mà nó khi nào nó cái chục ký lô á thì nó mới 100 mấy. Và cái những cái hàng mà nó cồng kềnh như những cái thùng, những cái đồ đó, thì cái đó là nó không có đo cân nặng mà nó đo kích thước, rồi nó quy ra ký. Và cái quy ra ký thì nó dĩ nhiên là nó sẽ 6-7 kg, nó mới cái thùng á chúng ta đo. Rồi 6-7 kg đó thì nó quy ra nó số tiền nó giá cao, thường là như vậy, những cái thùng. Rồi ở đây là một cái thước thủy hàng Nhật Bản nè, ở đây nó còn cái tem của nó 630 viên.
này tức thủy ngân full mới. Nhưng mà em nghĩ là cái này nó chỉ là đo, nói chung là đo để mình sử dụng trong gia đình này nọ thôi, chứ mà về độ chính xác 100% thì không có đâu. Cái này, loại này nó không chính xác 100%, nhưng nó bền lắm, nó khó hư cái này, khó bể cái này, và cái này nó độ này nó trong lâu lắm. Cái này sử dụng rất là lâu, nó không bị gì hết. Kích thước của nó thì chỉ có 225 thôi, 225. Rồi kèm theo cái thước lá cũ nha, thước lá nó cũ rồi. Đây. Đó, cái đầu nó bị ấy nè, không? Của hàng Nhật nhưng mà nó cũ rồi. Thì kèm theo chơi luôn. À, cái này giá 120, mã 3899. 3899. Đây hai cái 120.000, giá chưa có ship. Rồi, ở đây là vít thử điện đi. Vít thử điện này là vít thử điện bình, tức là điện bình xe máy hoặc là xe ô tô. À, chúng ta thử để không biết là nó thử công dụng của nó là, chắc anh em sửa xe thì biết thôi. À, chỉ biết là cái này là nó thử là chúng ta khi mà cắm vào thì biết cái nào là âm, cái nào là dương, cái sợi dây nào âm là dương. Để em thử nha, thử cho mọi người xem. Cái này giá 150.000, mã là 3898. Đây. Cái những cái con điện trở nó rất là bự và có hai cái đèn nó làm cái này rất là bự luôn. Là nó cái dây của nó bự cho bá chứ không phải như cái đồ mà nó đây. Ở đây nó có một cái dây tĩnh điện. Ở đây mình đọc cái này thì nó để là bút thử tĩnh điện đó, nhưng mà để thử cho mọi người xem. Nó là cái đầu nhọn để nó khi mà chúng ta cắm vào cái sợi dây dây điện trong xe đó. Để chúng ta thử cái dây đó hình như là cái công dụng, em nghĩ là công dụng nó là gì, là thử cái cọng dây nó coi là dây mát hay là dây nóng. Dây lạnh dây nóng đó, âm dương đó. Nó cái này nó sẽ có hai cái đèn màu, tức là khi mà nó dây nóng thì nó hiện màu gì, dây lạnh thì nó hiện màu gì. Thì để thử mọi người xem, đây là cái pin 12V. Đây, cái này nó cái đầu kẹp nè, đầu kẹp vô cái dây ấy. Đó, nó kêu, tức là nó kêu khi mà chúng ta cắm vào cái bên dương ha, bên mà cái đầu này nè. Nếu mà dây dương thì nó màu đỏ và nó có tiếng kêu đó, nó phát ra tiếng kêu ha. Đó nè, ha, mọi người thấy có màu không đó. Còn khi mà chúng ta cắm vào cái dây âm thì nó nổi lên màu xanh và cái tiếng kêu nó cũng khác, nhưng mà nó không có kêu lớn như cái dây màu nóng nè. Để thử với mọi người nha, là bên đây hiện tại là cái đầu này em kẹp vào dây dương nè đó. Rồi cái này là dây, cái này bên đây là âm nè. Tại cái dây nó dài đó mọi người, cái này nó quấn này. Cái này 150.000 nha, cái này mua mới thì nó mắc tới 350.000 bên kia vậy. Để chắc 500.000 quá. Đây, con cây một. Biết mọi người thấy không? Đó, thấy đèn xanh không? Kêu camera quay khó quá. Đó, đèn xanh đó. Đó là nổi đèn xanh. Là khi chúng ta cắm vào dây âm nó sẽ nổi màu xanh. Còn khi chúng ta cắm vào dây dương nó sẽ nổi màu đỏ. Và nó có phát ra tiếng kêu. Đó. Để chúng ta biết cái cọng dây nào dây nóng dây lạnh. Đây nó để trong này nữa nè, nó chú thích trong này nè. Dây nóng và dây lạnh màu xanh và màu đỏ nè. Đó, giá 150.000 nha, mã là 3898. Rồi, cái đó là cái thùng đồ nha của thằng Eric. Eric hôm trước có bán cái, một cái Eric kia là cái đạo địa, còn Eric này, cái hàng này thì made in China, xuất Nhật. Là Eric này thì hàng công ty Nhật, nhưng mà nó sản phẩm này nó gia công tại China. Cái chiều ngang của nó là 42, ủa chiều dài của nó là 42, chiều ngang của nó là được 20, và chiều cao của nó được 15 cm. Đó, thì nó được như đây. Nó cũng nói chung là cái độ dày thì nó không có nhiều, nó cũng hơi mỏng à, hơi mỏng. Để có được cái ngăn này, nó có những cái lá ship này để ngăn chúng ta giữ đồ này chỉnh đây. Đấy thôi.
Rồi, cái này giá 150.000, mã là 3820. 3820 có giá 150. À, cái này là thùng bự, cái thùng này nó là chúng ta gói là thường là khoảng phí ship nó tới 6-70.000 nha. Mọi người lưu ý 60-70.000. Kế đến là một cái vali của thằng Hosan. Vali nội địa Nhật. Cái chất liệu này không biết là nó bằng cái gì nữa. Nó giống như cái rất là tốt. Thì nó giống cái nhựa vali của mình, cái vali ấy mà xịn á. À, đây nó có hai cái phá mở ra, mặt ra nó thiếu chìa khóa rồi. Ta có thể dùng cái gì đó chúng ta dặn. Đây, đây là cái vali chúng để nó dùng để nó đựng đồ điện. Đây là những cái để chúng ta dắt những cái tua vít nè. Cái tua vít nè, dắt kìm nè, các thứ chúng ta dắt cái gì vào đây. Dắt những cái đồ nghề của mình á. Đây là hai ngăn. Đồ nghề xong rồi bỏ vô đây. Ở đây cũng vậy. Ở đây nó cũng dắt đồ nghề, dắt kìm, dắt kéo, các thứ luôn ha. Đó là gì đó. Có cái khía đây nè. Đó. Thấy không? Cũng còn khá đẹp, đẹp hàng nội địa nha. Khung này rất là dày. Rất là dày. Đó, mà xong cái quá trình vận chuyển thì nó bị đây để cho mình xem. Ủa sao cái này nó chỗ chỗ gì vậy ta? Chỗ chỗ gì đó. Dướng gì không? Rồi. Đây nè, trong quá trình vận chuyển này nó bị cái nứt đây. À, nứt nhỏ này không ảnh hưởng gì. Cái này nó chất liệu nó bằng cái gì không biết. Giống như nhựa nhưng mà không phải nhựa. Nó đi Nhật. Isabel đàng hoàng. Không? Hàng Hosan mà. Hosan nói thật ra là cái này nó giống như là nó có một nguyên một cái combo, nguyên một cái bộ full luôn đó. Bộ full mà đồ điện của nó đó. Nhưng mà nó chỉ có còn cái thùng này thôi. À. Rồi cái này giá là 250.000, mã là 3872. 3872 với giá 250. 3872 nha, với giá 250.000. 250. Thì cái phí ship này chắc em phải hỗ trợ rồi á. Chung là cái này là thôi bây giờ cái này giá là 300 cho tất cả. 300 là cả phí ship luôn cái thùng này. Cả phí ship luôn. Cái chiều nghe dài của nó này là được 44 cm. Chiều cao lên là được 31 cm. Và cái chiều ngang này, chiều ngang này được 11 cm. Rồi mã là 3872 nha. Rồi cái đó là một cái bộ gì ta, một tuốt dây điện bóng cót đa năng của thằng Amon nội địa Nhật. Amon đây nè, Amon một hộp nó về được hai hộp, mà nó hộp đây nó không có cái vỏ, còn này có được cái vỏ chung nhau hết. Đây. À. Amon này nó có cái đó. Nó làm rất là dày so với cái hộp hôm trước, là tại vì hộp kia là nó kiểu là nó đài lon. Ở đây nó cộng lại cái đầu cót nó nhiều hơn nữa. Đó là đầu cót tròn. Những cái đầu nhựa nè, nguyên hộp luôn. Cái tay cán tay nó rất là dày. Cán tay nè, nó dày, cái kia nó làm mỏng á, mỏng. Còn cái này là nó dày, cầm nó êm tay hơn. Và cái này nè, nó làm cái chỗ này nó vuốt rất là sắc. Thấy không? Rất là kỹ càng, sắc khít hơn. Đó, đâu ra đó đàng hoàng. Thấy không? Cái bản này nó cũng dày nữa. Nó làm cái này là nó vuốt ra cái nào ra cái nấy, giống như cái kìm tuốt mà kìm tuốt dây điện mà nhỏ nhỏ ngắn ngắn của thằng cái xeo á, nó làm kỹ tỉ mỉ lắm. Rồi được hai bộ, cái hàng này mà mua mới thì mắc lắm. Cái này mã là 3893 với giá 270.000 một bộ. 3893 3 8
93 với giá là 270.000 một bộ, giá chưa phí ship. Rồi cái đó là một cây búa SK11, búa hai đầu cao su. Đây hai cây như vậy chung, hai lô này nói chung là búa cũng khá khá mà búa đẹp không luôn, búa xịn, mua cũng khá thì giá cũng khá chát. Đây SK11, cái hàng này là nội địa nha, cây này là cây nội địa, bao nội địa luôn. Cái này nó không phải là loại cao su cứng, đầu này nè, có loại búa cao su cứng thì nó nhìn nó sao đó, còn cái này này cao su, nó cái này là loại cao su tức là nó hay mềm mềm, nó đóng là nó dội chứ không phải nó cứng ngắc cứng còng. Có loại cứng ngắc à, loại cứng ngắc này nghĩa là nó sử dụng nó không bền bằng cái loại này. Và cái này ở đây là như là cái trên này là nó thép không vỉ hay là nó mạ không biết đâu, chung làm cũng khá là đẹp. Cái cân nặng của nó là 450g cả cán luôn, 450g cả cán đó, hai đọc. Rồi cái này giá 220.000 một cây, mã là 3889 với giá là 220.000 một cây nha. Cái đến là một cái cây này, búa đầu nhọn và một cây sa cây. Đây búa đầu nhọn nè, cái này nó đã qua sử dụng rồi đây, và đây độ cứng nghe, nó cứng tốt, có độ cứng tốt cho nên là sử dụng không thấy tà vậy chứ, không bị tà. Cái này là cân nặng nó là 450g cả cán luôn. Rồi với một cây sa cây, sa cây này thì nó cũng đã qua sử dụng, không hay cũ rồi mọi người, khá cũ chứ không hay cũ đó, cái này là khá cũ, rất là cũ. Kích thước thì được 3 tấc 3, đây mài lại, có mài lại tại vì nó đóng là bị te hết rồi, nhưng mà cái này nó nhổ lên còn ngon. 3 tấc 3. Rồi bán nguyên cặp giá 140.000, 140.000 mã là 3888, 140.000 ha, 140 cặp này. Rồi cái là cái đồng hồ này, anh em nào biết đo nó đo cái gì thì có thể mua. Cái này em cũng không biết được là nó đo, nói chung là sử dụng cho cơ khí mà không biết là nó đo cái kiểu gì. Đây ha, hoạt động tốt nè, bấm vô cái này thì nó cố định, cái này nó bấm là nó quay nè, quay bình thường, cái này bấm nó cũng quay nè. Mà không biết là nó đo cái gì, anh em nào biết thì nó thông số nó nè, 20 đến 32 ly. Em mới đưa bao hai là cái này chỉnh nè, chỉnh thông số từ trả gì không nè. Đó. 20 đến 32 ly gì đây nè. Rồi cái này nó bấm trong này nó quay nè. Hai cái nó quay luôn. Hoạt động tốt. Nhưng mà không biết, em không biết cái này là nó đo cái gì, cơ khí thì chắc anh em cơ khí biết rồi. Rồi cái này giá 270.000, mã là 3900. 3900 với giá 270.000, giá chưa biết hết nha mọi người. Rồi cái đến là một cái mỏ lết stop đã qua sử dụng, hơi cũ mà nhưng nó không có bị gơ nè, nghe không gơ, không có gơ lắc nha, không gơ lắc, tốt, hoạt động tốt. Đây sẵn đây nói luôn cái mỏ lết stop này đó, đây là cái mỏ lết hàng nội địa Nhật, người ta đã sử dụng te tua tơi tả ha, và nó không có cái chữ Japan ở trong này á. Đây chỉ là dấu zit nè, dấu zit nội địa Nhật nè, tức là nó có những cái mỏ lết theo dòng thì nó có chữ Japan, tức là hiệu cũng là hiệu tớp, nhưng mà cái dòng ví dụ năm sản xuất năm mấy nó lại có chữ Japan, nó có năm thằng Nhật á, nó sản xuất á, mọi người đấy sản xuất thí dụ gì cái mẫu có năm, từ năm mấy nó sản xuất cái đó xong nó bỏ, nó không ra cái mẫu đó nữa, nó sẽ đổi cái mẫu, nó cũng như vậy, thí dụ à mẫu là 02 xong cái nó thêm sau này nó thêm 02A, cái thêm cái sau này 02B, 02C, lý do là nó hàng Nhật nó bị nhái, bị hàng China nhái nhiều, cho nên là nó trên mỗi cái website nó sẽ thông cáo là cái mẫu nào nó còn sản xuất, cái mẫu nào nó nghỉ ngưng sản xuất, không còn sản xuất nữa đó, từ năm mấy nó mới không còn sản xuất nữa thì là nó đổi mới mỗi cái mẫu khác nhau hết trơn đó, để mà khi mà chúng ta cái mẫu cũ đó nó nếu mà chúng ta sản xuất hoài, không sản xuất hoài thì bị nhái, cho nên là nó có giai đoạn, tới một giai đoạn nào đó thì là nó bỏ, không có sản xuất cái mẫu đó nữa, nó lại cái mẫu khác, nó đổi mẫu khác là gì đó.
Rồi, cái này kích thước là 300 ml, 300 ml nha. 300 ml nè. Cái này kèm theo một cái cặp tô vít sinh lát. Tô vít xịn nè, sinh lát, một cái tô hojan. Hojan, cái này hai cây này nó thân vuông hết, là cái độ cứng nó cao á. Đây, cây hojan. Tô vít này nó là một cái dấu cộng, một cái dấu trừ. Cây hojan thì nó có đầu đóng nha. Đó. Cặp tô vít này. Đó thấy không? Kèm thêm cặp tô vít như này. Thì cái này giá là 200 nghìn thôi, quá rẻ. Mã là 3886. 3886 với giá là 200 nghìn, giá chưa phí ship nha, giá chưa phí ship. Mã là 3886 với giá 200, gồm những cái này. Cái này là không có bán lẻ nha, bán như thế này, gồm như thế này để có những cái giá tốt, chứ không cái này là bán lẻ. Sẽ có người hỏi là có bán lẻ cái đó không, bán lẻ cái kia không, tại vì không có làm bán lẻ nha mọi người. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video của em. Hẹn mọi người tiếp tục cái video sau nha. Rồi, chào mọi người.